Hello mọi người, bây giờ các bạn phải làm gì với cái số tiền 1.000 đô la free của EIDL? Các bạn phải làm gì với cái số tiền mà các bạn mượn của chương trình EIDL? Có nhiều bạn đang rất hoang mang, muốn biết đúng không? Bây giờ mời các bạn theo dõi cái video nha. Hello quý vị và các bạn thân mến, Tony xin chào mừng mọi người trở lại kênh của Tony nha. Cũng như là Tony xin chào mừng nam nữ anh hùng lương sơn bạc. Thì nó như thế này nè các bạn, trong mấy ngày vừa qua thì có rất là nhiều bạn hỏi Tony về cái vấn đề này nè. Cái vấn đề mà mọi người đang hoang mang, đang lo âu đó các bạn, đó là cái chuyện mà chương trình EIDL. Thì có rất là nhiều bạn đã application và được 1.000 đô la free. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều bạn đã mượn được cái tiền luôn, tức là bên cạnh tiền free rồi được tiền mượn, rồi cũng có nhiều bạn là không được tiền free nhưng mà được tiền mượn. Thì mấy bạn ấy đang hoang mang là như thế này: các bạn ấy nghe đồn là SBA đang coi như là ráo riết review lại những cái application để coi là người ta có thể lấy lại cái tiền 1.000 free, cũng như là người ta đóng băng nhà băng, hay là người ta đòi lại cái tiền mượn hay sao đó. Nó tóm lại là có rất là nhiều bạn hỏi Tony và yêu cầu Tony cập nhật thông tin cũng như là làm một cái video chia sẻ về cái vấn đề này. Thì hôm nay trong lúc Tony mới vừa cập nhật xong thì bây giờ Tony sẽ lên đây để chia sẻ lại với các bạn là về cái vấn đề nó chi tiết nó như thế nào, các bạn có phải trả lại 1.000 đô la free hay không, hay là các bạn có thể bị trả lại tiền mượn hay không, hay là cái account của các bạn có bị đóng băng hay không. Mời các bạn theo dõi cái chi tiết nha. Thì trong cái video này Tony sẽ chia sẻ một vài vấn đề như sau. Thứ nhất là bạn có bị trả lại 1.000 đô la hay không. Thứ hai là nếu bạn lấy 1.000 đô la free á, bạn có phải bị mượn tiền hay không. Rồi nếu bạn không muốn mượn nữa, bạn muốn trả lại thì bạn phải làm cách gì để trả lại cái tiền EIDL này. Rồi thì đó, nói tóm lại thì mình sẽ chia sẻ một vài cái vấn đề nó dính dáng tới cái chuyện EIDL nha các bạn nha. Thì thứ nhất là như thế này, theo tôi thì cập nhật được cái thông tin từ cái SBA về cái chương trình EIDL thì nó như thế này nè các bạn. Cái SBA nó có nhiều chương trình lắm, thì bên cạnh cái EIDL nó có cái chương trình PPP. Thì dạo này gần đây có rất là nhiều trường hợp mà người ta mượn cái chương trình PPP là gian lận á, thành ra bị bắt. Thành ra bây giờ cái SBA cũng bắt đầu rà soát những cái application của cái chương trình EIDL, kêu bằng chữ rà soát đó các bạn, tức là người ta sẽ xem xét lại, nếu người ta có thời gian rảnh rỗi người ta sẽ xem xét lại những cái application mà người ta đặt nghi vấn, người ta đặt câu hỏi, người ta cảm thấy là nó suspicious đó, thì người ta sẽ rà soát lại. Tức là không phải cái application nào cũng bị rà soát, không phải một người nào cũng bị đóng băng account hay sao, nó tóm lại là không phải. Tức là người ta chỉ cảm thấy những cái nào mà người ta đáng nghi ngờ thì người ta mới rà soát. Rồi thì theo mà thông tin mà tôi được cập nhật được á, là chỉ có như vậy thôi, chứ ngoài ra người ta không có đòi lại 1.000 đô la của các bạn, hay là người ta đòi lại cái tiền mà các bạn mượn, không có. Tại vì tôi này mới vừa gọi một người bạn tại thành phố Houston này, và người ấy cũng là thợ nail 1099, và người ấy cũng lãnh được 1.000 đô la free rồi, nhưng không có chuyện gì xảy ra hết. Tức là người ấy không có mượn tiền, chỉ có nhận 1.000 free thôi. Và người ta gửi cái email về biểu anh ta là bây giờ á, nếu bạn không muốn mượn tiền nữa thì cái application sẽ bị withdraw, tức là người ta sẽ đóng lại cái hồ sơ này. Thì anh ấy vẫn còn giữ 1.000 đô la xài bình thường, không có chuyện gì hết, tại vì anh ta không muốn mượn tiền. Rồi đó là một cái ví dụ mà thực tế mà tôi này mới vừa cập nhật được với một người bạn. Các bạn thấy không, tức là anh ta không có bị đóng nhà băng, vẫn còn giữ 1.000 xài, và anh ta không có mượn tiền, thì tự động cái đơn application của anh ta sẽ bị coi như là hủy bỏ đi, mình dùng cái chữ là hủy bỏ đi, SBA sẽ hủy bỏ cái đơn application này. Đó, chỉ có vậy thôi, tức là anh ta không mượn tiền vẫn được 1.000 free rồi. Và bên cạnh đó thì Tony cũng rà soát thì chưa thấy ai ở trong cái khu vực này mà Tony biết mà bị đóng băng account hoặc là bị đòi lại cái tiền mượn, chưa thấy luôn, tức là chưa thấy luôn. Không biết các bạn có thấy ai chưa, nhưng mà Tony thì chưa thấy. Đó là như vậy đó. Rồi thì theo mà thông tin mà tôi đi đọc được ở trên SBA thì người ta chỉ rà soát lại những cái application nào mà người ta cảm thấy nghi ngờ, chứ còn ngoài này ra thì người ta không có mà chuyện mà bắt everybody phải trả lại 1.000 hoặc là trả lại tiền mượn. Ok các bạn nha, đó là thông tin mà những gì mà tôi đi cập nhật được.
Rồi, bây giờ mình chuyển sang cái chuyện là nếu các bạn không muốn mượn tiền nữa, tức là các bạn muốn return lại, đúng không? Các bạn sợ tại vì các bạn nghe đồn hoặc là nghe tin hay là nghe sao đó, thì các bạn sợ, các bạn muốn return lại thì nó dễ lắm các bạn. Thì các bạn sẽ liên lạc với SBA và các bạn sẽ nói cái tình trạng của các bạn cũng như là cái hồ sơ của các bạn. Và cái SBA thì nó dễ gọi hơn là sở thất nghiệp, cũng như là dễ gọi hơn là sở thế các bạn. Các bạn gọi SBA rất là easy. Thì các bạn sẽ gọi báo, thì các bạn sẽ nói với người ta cái tình trạng, cái trường hợp của mình là bây giờ tôi được mượn được tiền nhưng mà bây giờ tôi không muốn nữa, bây giờ tôi muốn return lại thì sẽ làm cách gì. Thì người ta sẽ hướng dẫn các bạn, những cái nhân viên trong cái SBA á, người ta sẽ hướng dẫn các bạn để mà các bạn biết cách mà return cái tiền lại cho SBA đó. Nó đơn giản, nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà các bạn biết là như thế này, tôi này xin nhấn mạnh lại là bên Mỹ này, ví dụ nha, bây giờ mình điển hình một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi, giống như hồ sơ bảo lãnh đi, bạn bảo lãnh người thân của các bạn, rồi người ta cũng bảo lãnh người thân của người ta, nhưng mà hai cái hồ sơ nó hoàn toàn là khác nhau. Tại vì bên Mỹ này nó giải quyết theo từng trường hợp, từng cái case. Thành ra ví dụ các bạn thấy cái người nào đó bị cái SBA nó dịnh, nó đòi lại 1,000 hoặc là nó đóng băng, nó bắt là phải trả tiền mượn lại, đúng không? Có thể khi mà người đó khai á, người ta khai như thế nào đó, chứ không phải là ai cũng đều bị giống như vậy. Tức là người ta giải quyết theo cái ý của tôi thì muốn nói là giải quyết theo từng trường hợp, từng cái case, từng cái application, chứ không phải ai cũng giống ai. Thành ra hiện tại bây giờ tôi này chưa có nghe thông tin là EIDL, cái chương trình EIDL á, đòi lại $1,000 của everybody hoặc là đòi lại tiền mượn của everybody. Không có các bạn nhé, không có, hoàn toàn là không có. Vậy bây giờ nếu bạn nào đang xem cái video này mà các bạn có apply cái chương trình EIDL á, được 1,000 free hoặc là được tiền mượn á, bây giờ các bạn cảm thấy như thế nào? Tức là nếu các bạn cảm thấy mà bạn điền đơn ok, tức là không có gì gian dối, thì các bạn cứ việc giữ cái số tiền đó. Còn nếu các bạn cảm thấy mà rụt rịch, mà các bạn có cái gì nó gọi là suspicious á, thì mình có thể liên lạc với SBA để mà tìm hiểu cái cách mà return cái số tiền lại, đúng không các bạn? Nó rất là đơn giản, các bạn đừng có lo lắng nhiều, tại vì không phải một người bị là cả trăm người bị đâu các bạn, không phải đâu. Cũng giống như cái chương trình PPP đó các bạn thấy không, trong mấy tháng vừa qua có rất là nhiều người bị bắt vì gian lận cái tiền PPP, nhưng mà đâu phải ai cũng bị bắt, là tại vì những người đó người ta gian lận thành ra người ta mới bị bắt. Chứ còn mình khai bình thường, mình khai đúng sự thật thì mình đâu có chuyện gì đâu mà mình phải ngại, đúng không các bạn? Tại vì đây là cái chương trình mà chính phủ hỗ trợ cho mình trong cái mùa đại dịch này, giúp đỡ hỗ trợ đó, là như vậy đó. Chứ ngoài ra mình không có cái gì gian dối thì mình không phải sợ gì hết các bạn nha. Rồi bây giờ thì tôi này xin tóm tắt lại cái video này là như thế này. Hiện tại bây giờ thì theo thông tin mà tôi này cập nhật được đó, thì SBA chưa có ra một cái thông báo nào là đòi lại $1,000 fee của everybody, cũng như là đòi lại tiền mượn của everybody. Tôi này không có nghe và không có đọc được một cái thông tin gì hết. Bên cạnh đó thì tôi này chỉ cập nhật được là như thế này, thì người ta sẽ rà soát lại những cái application, những cái đơn nào mà người ta thấy suspicious, người ta cảm thấy là nó có một cái vấn đề gì đó thì người ta mới rà soát lại đó. Còn ngoài ra thì bình thường các bạn nha. Rồi sau vài phút tôi này chia sẻ với các bạn một vài cái thông tin mà các bạn đang muốn nghe và cũng như là muốn biết. Tôi này cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nếu các bạn cảm thấy cái video này, cái thông tin nó hữu ích thì các bạn bấm nút share để mọi người cùng biết, để mọi người đỡ hoang mang các bạn nha. Đó cũng là cái cách mà mình giúp đỡ cộng đồng người Việt của chúng ta ở Mỹ trong cái thời điểm này. Rồi một lần nữa chúc tất cả mọi người một ngày an lành và mạnh khỏe. And see you in the next video nha.